À, xin chào bạn, hôm nay đại lý Kasan Thoát Nước chúng tôi xin giới thiệu bạn cái mẫu bồn cầu có cái mã hiệu là CD1374 kết hợp với cái nắp TAF 060. Thì đây là cái bồn cầu một khối kết hợp với nắp rửa cơ, chúng ta có thể bồn cầu nắp rửa cơ ha. Thì cái bồn cầu này á, thì lúc chúng ta nhận hàng nó sẽ có hai bộ phận khác nhau, đó là cái thân cầu là C1374 và cái nắp là TAF 060 ha. Thì chúng ta sẽ nhận hàng sẽ có hai bộ phận khác nhau. Bồn cầu này thì sản xuất ở nhà máy Nhân Trạch Đồng Nai. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn tổng quan bồn cầu này một lượt ha. Bồn cầu này thì có tâm thoát chuẩn của nó là 300mm và đi kèm chúng ta là van gốc ha, dây cấp nước, van T, T chia nước và dây cấp nước cho nắp rửa cơ. Chúng ta nếu không lắp thêm vòi xịt thì gần như đầy đủ các bộ phận chúng ta có thể sử dụng được ha. Thì cái bồn cầu này á, thì có kích thước là chiều dài của nó là 690. Đối với chiều dài 690 là tương đối là nhỏ nên chúng ta lắp nhà vệ sinh nhỏ là vẫn ok đối với cầu một khối ha. 690 là khá là thấp, là khá là ngắn. Bề ngang là 375, chiều cao từ sàn lên két nước là 730. Đối với cầu một khối két nước như này cũng là khá là cao, nó làm cho cái lực nước chúng ta sẽ xả sẽ mạnh hơn. Và bồn cầu này á, là bồn cầu thân đầy ha, chúng ta dễ dàng vệ sinh lau chùi. Ngoài ra thì trong trong cái lồng cầu á, thì nó sẽ là cái loại có là có men nano giúp chúng ta dễ dàng vệ sinh lau chùi. Và bồn cầu này là bồn cầu xả thẳng nha bạn, xả thẳng có các lỗ nước ở đây ha, nó sẽ xả thẳng xuống và lồng cầu rất là sâu. Ngoài ra thì nó có cái lỗ đẩy jet ở đây, chúng ta sẽ xả nước sẽ đi nhanh hơn. Và bồn cầu này thì có hai chế độ xả nhấn là 3 lít và 4,8 lít. Còn cái nắp rửa cơ ở đây á, cũng là cái nắp đóng êm ha, chúng ta sẽ có hai cái vòi như đây, đó là vòi cho rửa cho tiểu tiện nữ và xả rửa đại tiện. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái van ở đây ha, đó ta sẽ tăng giảm ở đây thì nó sẽ có cái vòi ra đây chúng ta rửa chúng ta. Và cái chức năng rửa này nó không cần sử dụng điện, nó chỉ cần nguồn nước của cái cung cấp nước cho bồn cầu là chúng ta sẽ lắp đặt được. Nói chung là đối với chúng ta thay cho bồn cầu cũ ở nhà hoặc là lắp bồn cầu mới, chúng ta không cần nguồn điện. Ngoài ra thì cái bồn cầu này chúng ta sẽ đang được trưng bày ở đại lý Kasan Thoát Nước chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.